Trời ơi, mọi người biết tin gì chưa? Mọi người có thể mua được căn nhà này với mức giá gần như tiền là không đồng nhé. Và hãy đón xem chi tiết trong cái video này, em Phương sẽ giới thiệu cho mọi người cùng tham quan chi tiết luôn và sẽ báo giá chi tiết cho quý vị luôn nhé. Căn nhà này chúng ta sẽ có vị trí tọa lạc tại phường An Phú, một phường rất là xinh đẹp của thành phố Thuận An, giàu tiềm năng kinh tế và quanh đây dân cư đã ở kín mít hết luôn. Căn nhà này trong tình trạng là mới 99%, đang cho thuê với mức giá là 7 triệu trên một tháng. Đấy, thành ra là quý cô chú anh chị khách hàng mình mà đang có nhu cầu kiếm nhà để cho thuê, để đầu tư lâu dài hoặc để nghỉ dưỡng, để an cư lập nghiệp thì rất là ok luôn quý vị nhé. Nhà thì vẫn là nhà của mình, tiền vẫn còn để đó, nhưng mà thu nhập hàng tháng 7-8 triệu cứ đều đều chảy về túi của chúng ta luôn, đúng không? Đấy, đấy là một cách tự do tài chính luôn. Đấy, anh em nào mà đang có nhà rồi đúng không, mà muốn mua thêm căn nhà này nữa thì rất là hời bao rẻ cho quý vị luôn nhé quý vị. Căn nhà này có diện tích bề ngang chúng ta sẽ có 5m và chiều sâu đến 17m quý vị ạ. Nhà có sân đậu ô tô riêng luôn bên ngoài đây, quý vị thấy rất là rộng rãi, mà tiền đường rộng 8m, đường thông hai đầu, xe hơi ra vô thoải mái, tránh nhau vô tư thoải mái nhé quý vị. Mà căn nhà này trời ơi đang ngộp quá trời luôn. Anh chủ nhà đi Bình Phước đầu tư lướt sóng lướt đất ở trên đấy, bây giờ là cái kết cục là người ta vay ngân hàng ở mấy những căn nhà khác ấy, những căn nhà khác người ta cắm sổ, người ta vay ngân hàng để người ta kinh doanh, để người ta đầu tư lướt sóng đất Bình Phước, bây giờ là lướt kiểu gì mà lướt mất cả nhà luôn quý vị ạ. Thành ra còn căn nhà này cần để lại cho người hữu duyên, ai có nhu cầu mua an cư lập nghiệp để ở, để nghỉ dưỡng, để cho thuê thì rất là hợp lý luôn, có nguồn tiền hàng tháng đều đều cho mình, 7 triệu trên một tháng quý vị nhá. Đó, nhà rất là đẹp này, bếp núc đầy đủ và ở phía sau sẽ có không gian rất là thoáng phía sau, rồi có cả nhà vệ sinh đầy đủ hết. Phương sẽ review sơ rồi ra ngoài review lại cho quý vị tham quan không gian chi tiết bên trong. Một căn nhà quá là đẹp, quá là rẻ luôn quý vị ạ. Không dài dòng văn tự, không cần phải giới thiệu nhiều. Căn nhà này với khu vực này, đây để Phương ra bên ngoài cho quý vị để tham quan đường xa đã. Rồi Phương sẽ cho quý vị biết chi tiết về giá cả của căn nhà này như thế nào. Đây là căn nhà lầu trệt quý vị nhá. Không phải nhà tạm, không phải nhà tiền chế, không phải nhà cấp 4. Đây quý vị thấy không? Đường xá to đẹp, hai ô tô tránh nhau thoải mái, có cống thoát nước, cơ sở tầng cũng rất là tốt. Vỉa hè mỗi bên 1,5 m. Đây quý vị thấy nhà ở san sát nhau, kín mít hết như thế này. Thế thì an ninh quá tuyệt vời đúng không quý vị? Quá tuyệt vời luôn. Và đây là siêu phẩm ngày hôm nay Phương sẽ giới thiệu cho quý vị cùng tham quan một căn nhà ngộp. Đây, quý vị thấy mặt tiền rất là đẹp nhá. Phong cách mái thái, ngang 5m và chiều sâu lên đến là 17m, thổ cư full hoàn toàn. Thổ cư full hoàn toàn, mặt tiền đường to, đường rộng, VIP như thế này để quý vị thấy không? Quá là ngon lành cảnh đào nhá. Ai yêu thích liên hệ ngay với em, hẹn em tại ngã 6 An Phú, Ủy ban phường An Phú, đường Phan Đình Giót, em sẽ dẫn quý vị tham quan thực tế căn nhà này. Đó. Với căn nhà kế bên đây trước Phương review rồi, giá cũ là 4,2 tỷ, bữa nay giảm còn 3,8 tỷ, nhưng mà cái này nhé, cái này nó sẽ khác biệt hoàn toàn luôn. Đó, bây giờ Phương sẽ dẫn quý vị vô tham quan. Diện tích thì nó như nhau, bên này cái bên đó như nhau, cũng nhà lầu trệt, cũng nhà lầu trệt luôn, nhưng mà bên này nó khác biệt hoàn toàn, khác biệt lắm quý vị. Và khác biệt như thế nào thì mời quý vị cùng theo chân em, chúng ta sẽ cùng tiến vô bên trong nhé. Đây quý vị thấy đường xe, hai ô tô tránh nhau, ô tô thoải mái như thế này mà. Cổng thì ô tô ra vào thoải mái. Đây cổng trái cổng phải này. Đây, quý vị thấy có số nhà đầy đủ hết nhá. Phường An Phú, thành phố Thuận An, số nhà 316 L1-2, thành phố Thuận An quý vị, thành phố Thuận An. Rất là xinh đẹp chứ không phải câu chuyện mà quý vị mua đất mua nhà trên Bình Phước xa xả ra xa đâu. Nhà trong tình trạng 99% nhá. Ai yêu thích liên hệ ngay với em để vào việc. Sân đậu ô tô với chiều ngang bề ngang 5m và chiều sâu là cũng là 5m để được 7 chỗ vô tư thoải mái. Đây quý vị thấy hàng rào làm đầy đủ tươm tất cho quý vị hết luôn, mái che có gắn sẵn luôn. Vào sân ở đây thì ốp nát gạch đá rất là sạch sẽ nhá. Bên này sẽ có cái bồn để chúng ta trồng hoa. Đây làm sẵn khung bảo vệ giữa hai nhà, không nhà nào trèo qua nhà nào, nhưng mà ở đây tất cả đều sở hữu nhà tiền tỷ cho nên là chẳng ai người ta trèo qua nhà mình làm gì đâu. Ở đây có một ô nhấn để trang trí tranh 3D này. Đây quý vị thấy không? Một khu đất đẹp sầm uất tiềm năng như phường An Phú như thế này. Đất ở đây đang có giá là 2,7 tỷ nhưng mà căn nhà này chỉ có giá là 2,9 tỷ thôi. Nói chung là quý vị còn được bớt lộc, nhưng mà theo Phương nghĩ tầm 2,850 tỷ là người ta bán. Đó, thành ra ai yêu thích liên hệ ngay với em Phương để vào việc. Đất không đã 2,7 tỷ rồi. Ngân hàng cho vay 2 tỷ rưỡi quý vị nha. Ngân hàng cho vay 2 tỷ rưỡi. Mà đấy, quý vị thấy không? Có thể là mua căn nhà này gần như với mức giá là không đồng thì còn được có gì nữa. Bán đất
tặng nhà mà là không phải là nhà bình thường, nhà một lầu một trệt. Đây quý vị thấy nó đẹp như thế này này, lung linh như thế này này. Đó, đời Phương nằm ở khu vực này cũng rất là lâu rồi. Còn sinh sống ở khu vực này đến nay là cũng là mười mấy năm rồi, 13, 14 năm ở sinh sống ở khu vực này rồi. Nhưng mà chưa bao giờ gặp cái hiện tượng mà đối với thị trường, giá thị trường mà nó tụt sâu như thế này. Chỉ có 2.850 tỷ mà quý vị sở hữu được căn nhà này. Đây là giá bán chính thức quý vị nhé, 2.850 tỷ mà quý vị sở hữu căn nhà này. Thì quá tuyệt vời luôn quý vị ạ. Chỉ bằng tiền mua nền đất thôi, chỉ bằng tiền mua nền đất thôi quý vị nhá, được sở hữu căn nhà này rồi. Ai yêu thích gọi ngay cho em qua 0399 909 881. Nhà mình thuộc diện hàng ngộp cho nên quý vị phải nhanh mới còn nhá. Đây, quạt trần Panasonic rất là mát. Nhà này xài toàn đồ xịn sò không à. Có ốp chân tường sạch sẽ như này này. Quý cô chú anh chị khách hàng mình ít tiền mà muốn sở hữu nhà thành phố diện tích ngang năm rộng rãi, chiều sâu 17 mét như thế này, sân đậu ô tô thì còn ngại gần gì nữa. Alo ngay cho em để sở hữu căn nhà này. À, cực kỳ là hời luôn. Đấy, cơ hội rất là nhiều năm, 10 năm cũng chưa chắc đã có một lần nào như thế này. Nhà kế bên đang bán bữa là 4 tỷ 2 á, nhưng mà người ta giảm giá 400 triệu xuống còn 3.8 tỷ rồi. Đấy, nhưng mà con này vẫn còn rẻ hơn cả căn đó cả hơn 1 tỷ nữa. Đấy quý vị thấy không? Có nghĩa là bán đất tặng nhà thôi. Đất ở đây An Phú thì ai mà gần đây chắc chắn người ta sẽ biết rồi. Thành phố thì làm gì có đất rẻ đúng không quý vị? Đấy, đất không là 2.7 tỷ vì nó là ngang năm nhá, dài 17 nhá quý vị, và ở trung tâm nữa. Kế bên ủy ban phường mình, kế bên ủy ban phường An Phú luôn. Ai yêu thích gọi ngay cho em để vào việc căn nhà này. Cầu thang kẹp không, một không gian mở rất là thoáng này. Để Phương review một cách chân thực nhất cho quý vị dễ dàng hình dung khi đi mua nhà. Quý vị có điều gì lăn tăn viết xuống comment bên dưới, Phương sẽ giải đáp cho quý vị nhé. Trong cái clip này, trong căn nhà này có rất là nhiều điều để nói, đôi khi Phương quên đấy. À, nhà mình sẽ có hướng ở đây là hướng đông quý vị nhá, hướng đông rất là mát mẻ luôn, rất là mát mẻ. Nhà này có sân đậu ô tô, nhiều xe Honda thì sân này vô tư thoải mái. Với không gian nhà ngang 5 mét thì phòng khách này quá là rộng, quá là rộng cho không gian phòng khách. Kê được những bộ bàn ghế to khổng lồ vô tư thoải mái nhá. Rồi nhà bếp cũng rộng thênh thang như thế này, tại vì nhà mình có chiều sâu mà xây hết đất này. Căn nhà này ngày xưa chủ xây là ở đây là Phương biết này, rất là chắc chắn quý vị nhá. Cầu thang mà có cái tay vịn gỗ ở đây xem nào. Phương nhìn theo như Phương nhìn ở đây sẽ là gỗ, ở đây sẽ là gỗ đỏ quý vị nhá. Gỗ đỏ không phải căm xe nhá, gỗ đỏ luôn đó. Hàng cao cấp, cầu thang rộng rãi này, lan can kính cường lực này quý vị này. Đó, chứ không phải ba cái vật liệu vớ vẩn đâu quý vị ạ. Đó, và phía sau này để cái tủ lạnh ở đây, làm thêm một cái hệ tủ trưng bày rượu ở đây nữa sẽ rất là đẹp. Tủ bếp trên dưới tặng kèm theo luôn nhá quý vị. Mấy cái đèn này thì nó bị ngoẻo rồi, về mình có thể thay. Đèn này đèn rạng đông đấy mà nó cũng bị ngoẻo được, đồ điện tử mà. Ở đây sẽ có cái bức lam để ngăn cách cái bức lam này để trang trí ấy. Giữa không gian bên ngoài đây sẽ có cái gần như là cái giếng trời bên ngoài ấy. Quý vị hình dung ra đây là cái sân mini phía sau nhà để chỗ này trồng mấy cái tiểu cảnh cho nó đẹp đẹp này. Đó quý vị thấy không, ốp nó rất là sạch sẽ nhá. Cái này mà thêm mấy triệu nữa về sơn sửa này sẽ rất là ngon lành này. Nói chung là quý vị mua được cái giá 2.850 tỷ này rất là hời rồi. Chủ niêm yết là giá là 2.9 tỷ. Đấy, nhưng mà Phương biết là tầm 2.850 tỷ chắc chắn là chúng ta có thể giao dịch được. Quý vị liên hệ ngay với em để còn nhá. Tại vì nó là thuộc dạng hàng hiếm mà, hàng ngộp, chứ mình phải đi coi sớm coi gấp á. Để vào tắm xem là xem thuyền luôn nhá, về sân cao, sân vớ vẩn đâu. Đó quý vị thấy không, ốp nát sạch sẽ cực kỳ luôn. Mua mà cho thuê có tầm vài căn như thế này là cuộc đời chúng ta chẳng cần phải làm gì cả, tự nó sẽ nuôi mình. Đấy, chứ còn nói thật với quý vị là để mà kiếm tiền thì có nghìn tỷ mà cứ năn ra đi nèm, năn xẻ ra đi nèm thì cũng vậy à. Cho nên là mình biết đủ siêu tầm đấy, tầm hai căn nhà như thế này xong bắt đầu mình cho thuê là chả cần phải đi làm cái gì cả. Đó, rất là ngon lành nhá. Quý nói chung là thanh niên ấy, tầm trẻ trung tầm 30-40 tuổi đầu nạ thì đi làm thì vô tư thoải mái, thì phải bươn trải với đời. Còn cô chú mà 50-60 tuổi tầm này mà có đi đầu tư, đầu tét, vác tiền đi làm thì nặng quạng, mất hết luôn cả gốc quý vị ạ. Cho nên là ăn chắc nhất là mua cái nhà như thế này để cho thuê này. Nhà vẫn là nhà của mình, tiền vẫn là tiền của mình, mà hàng tháng có thu nhập đều nuôi sống bản thân mình là rất là ngon nhé quý vị. Liên hệ ngay với em tham quan thực tế. Và bây giờ mời quý vị cùng theo chân em, chúng ta sẽ tham quan lầu trên này đi. Lầu trên này nhìn rất là sáng này. Hình như dưới Phương chưa bật CB điện cho nên mình nhìn hơi tối rồi. Đây, ok.
trên này có một bức tranh ô nhấn rất là đẹp nha quý vị. Quý vị về có thể mua thêm bộ bàn ghế để đây này, ngồi uống trà uống nước, hóng mát ở lầu trên này. Đối với lầu trên này thì sẽ có phòng ngủ này. Đấy, em bật đèn lên cho quý vị nhé. Đó, phòng ngủ này rất là to quý vị nhé, nhà ngang 5 mét rồi. Phòng ngủ to lắm. Đấy, thấy không? Có cửa sổ này. Phương sẽ review một cách chân thực nhất cho quý vị dễ dàng hình dung, khỏi cần cắt sửa cảnh. Quá rẻ, 2.850 thôi. Dây chờ điều hòa có gắn sẵn luôn. Cửa là cửa gỗ quý vị nhá. Đây, cửa gỗ này. Đấy, bao năm rồi mà vẫn còn rất là tốt. À, đây có cái không gian phòng ngủ số, phòng ngủ số 2. Phòng này phòng mặt tiền luôn quý vị nhá. View ban công sáng thoáng đẹp, quá tuyệt vời. Cái này mà Phương còn tiền là Phương cũng đầu tư này, chứ không đến lượt bà con đâu. Nói chung là có bao nhiêu tiền Phương làm hết rồi, không còn tiền ở nhà nữa, trừ khi là phải bán được căn nhà nào đấy á, thì mới có tiền mua, chứ không thì mua vứt đó làm của để dành cũng được. Đấy, nhà này hai phòng ngủ rồi, phía sau còn phòng ngủ nữa đó. Phòng này thì Phương không bật đèn nhưng mà nó rất là sáng quý vị ạ, rất là sáng luôn. Đây phòng số 3, giếng trời này ở đây bật rất là sáng nhá. Đấy, giếng trời, phòng ngủ số 3 này. Gia đình nào mà có nhiều người thì ở vô tư đi, vô tư đi quý vị ạ. Đấy, thấy không? Yeah, rất là đẹp. À, phía sau có cửa sổ để lấy gió lên sáng phía sau này. Phía sau là khu dân cư. À, khu dân cư. Ở đây yên tĩnh sạch sẽ mà nó thuận tiện giao thông nữa cơ. Giáp bên đường DT743. Nói chung là ngay mặt DT743 luôn. Khu nhà này nó nằm ngay mặt DT743, phường An Phú, thành phố Thuận An. À, lầu trên này có cái nhà vệ sinh nữa quý vị này. Đó, có cái nhà vệ sinh nữa này, nhà vệ sinh này cũng sạch sẽ lắm. Trần cao vút này, rất là thoáng nha. Gương soi này, rồi chậu rửa mặt đầy đủ cả này. Trời ơi mọi người ơi, ai yêu thích thì liên hệ ngay với em Phương để vào việc nhá. Phương sẽ cho quý vị số chủ miễn phí, dẫn quý vị tham quan miễn phí, không có tính phí gì cả. Quý vị cứ yên tâm. Vâng, và đây là toàn cảnh không gian bố trí của lầu trên. Thế là Phương cũng đã review xong lầu trên cho quý vị tham quan chi tiết rồi. Đấy, ai yêu thích thì cứ alo cho em qua số 0399 và 909881 để xem thực tế căn nhà này nhá. Đấy, tại vì nó là diện hàng ngộp cho nên là quý vị phải liên hệ ngay với em, và tránh trường hợp là nhiều khi bảo lên coi mà cũng là không còn căn nhà này ấy, thì cũng hơi tiếc đấy. Chỉ có hơn 2 tỷ thôi mà quý vị mua được căn nhà này thì cũng đáng là chúc mừng. Mua để đầu tư, mua để cho thuê, mua để làm của để dành, để ở thì với diện là những người mà trung bình ít tiền thì đây là một sự lựa chọn rất là tốt nhá. Nhà thành phố, diện tích ngang năm, đường ô tô tránh nhau mà giá như thế này thì quý vị biết là sẽ không phải là có nhiều. Nói chung là ai mà chịu khó coi video của em mấy năm nay rồi ấy, thì đây đúng thực tế mà nói thì trong lịch sử chưa từng có luôn á. Trong lịch sử đấy là Phương cũng đi review nhà bên ngoài, ngoài các sản phẩm của bên Hội Bất Động Sản Việt Nam ra thì Phương cũng review một số căn nhà bên ngoài. Đấy, lịch sử là mình đã cũng đã quay rất là nhiều nhà và đi tìm hiểu rất là nhiều nơi, nhiều chỗ, nhưng mà chưa bao giờ, đúng thực sự mà nói chưa bao giờ thấy có căn nhà nào mà giá mà nó như thế này. Nhưng mà trước khi review Phương cũng test sẵn về pháp lý cho quý vị, tại vì khi bán cho quý vị thì Phương cũng phải đảm bảo về pháp lý. Thứ nhất là sổ sách phải đàng hoàng, giấy tờ phải đầy đủ. Và nếu mà người ta có vay ngân hàng thì Phương phải đủ năng lực để hỗ trợ lấy sổ ra thì mới giao dịch được. Đấy, thành ra mọi người cứ yên tâm nhé. Cái này là Phương đã test đầy đủ hết rồi. Khu này là không có tranh chấp này, thứ nhất này. Không có quy hoạch là hai này. Không thuộc diện phát mãi của ngân hàng là ba này. Đó, Phương đã kiểm tra đâu đấy hết cho quý vị luôn rồi. Mọi người cứ hoàn toàn yên tâm. Nếu mà có tranh chấp, có quy hoạch, đền một gấp đôi tiền. Ok. Quý vị không phải là suy nghĩ quá. Cái việc của quý vị là nếu mà yêu thích hoặc là nếu mà cảm thấy là được ấy, thì liên hệ ngay với em qua số 0399 909881 để đi coi miễn phí nhé quý vị. Phương sẽ không tính phí gì cả, quý vị cứ yên tâm nhé. Quý vị có muốn coi cả chục căn, cả trăm căn thì Phương vẫn hỗ trợ bình thường nhá. Ai mà yêu thích để thì vào việc. Mình khuyên thật là tầm này ai mà đang thủ tiền ấy mà muốn mua hàng ngộp, hàng giá rẻ, cái loại mà cho thuê sẵn được như thế này này, để lấy tiền, để lấy dòng tiền hàng tháng, thì liên hệ ngay với em đi để đi xem căn nhà này. Đó, tại vì nó rất là tuyệt vời, như Phương thấy là rất tuyệt vời. Chả có cái gì quý giá hơn là một căn nhà còn chắc chắn từ 99% như thế này. Mà cái thứ hai là về pháp lý nữa,
quá tuyệt vời. Và cái thứ ba là về giá cả thì không có gì để phải nói rồi, nó rẻ hơn thị trường quá là nhiều luôn quý vị ạ, quá là nhiều luôn đó. Rồi ok, xin cảm ơn, chúc bà con sức khỏe và tìm được một chủ đầu tư uy tín nhá. Cảm ơn, cam kết nhà thật giá thật, không có treo đầu dây bán thịt chó, quý vị cứ yên tâm. Nhiều người ta sẽ lấy cái diện như thế này, người ta quay để người ta lấy view, người ta lấy tương tác, đúng không? Khi mà hỏi người ta sẽ bảo là bán rồi đó. Nhưng mà căn nhà này đang có thực tế nha quý vị, đang có thực tế luôn. Quý vị cứ gọi cho em đi, gọi cho em để đi tham quan thực tế căn nhà này. Thổ cư full hoàn toàn đấy quý vị ạ, 100% luôn, quý vị không phải lăn tăn gì cả. Nhà xây dựng thì có phép xây dựng đầy đủ hết luôn, không thuộc diện xây trái phép. Tại vì quý vị thấy ở dân đây dân ở đông hết như thế này rồi, chắc chắn là với lại thành phố nữa, xây cái chuồng gà người ta cũng biết hết, không thể xây trái phép được mình cái diện này đâu. Ở đây xây dựng tự do nhá, mẫu gì cũng được. Quý vị ở mà sau này dăm 30 năm mà không thích thì đập đi xây cái khác, xây cái biệt thự to cũng đẹp. Tại vì khuôn viên đất, cái quý giá nhất của căn nhà này là cái khuôn viên đất nó rộng, nó cân đối, nó ngang 5, nó dài 17 mét. Chứ nếu mà nó dài có 10 mét thì ôi trời ơi, xây nhà nó chán lắm, nó ngắn nó tụt tùn tùn à. Nhưng mà cái này dài tới 17 mét, nó có khuôn viên, cho nên là xây cái mẫu gì thì cũng đẹp được. Đấy, ai yêu thích thì alo ngay cho em nhé, để vào việc hẹn em tại ngã 6 An Phú hoặc là ủy ban phường An Phú, để em sẽ đón quý vị vào tham quan thực tế, hoặc là cổng chợ Đông Đô quý vị nhé. Rồi xin cảm ơn.